mà 900. VDL là 900B. Này là máy Nhật 100%. Rồi chị đạp thử luôn đi. Chưa có qua. Đây. Rồi chị đi này giải đạp thử luôn đi chị. Đã có suốt ở dưới chưa? Dạ có rồi. Này là giải đạp thử hả? Dạ đúng rồi. Chị có tấm giải khác không? Có. Này mấy giờ? Đấy. Hai đường chỉ mua kim rất là đẹp luôn á, rất là đẹp. Cái này cái nút thưa dày là nút bên đây nè chị, cái nút gì em? nút thưa dày á, À thưa dày đường chỉ á, chị ok. đạp thử đi, chị đạp đi xíu em hướng dẫn chị nhiều thứ lắm. Đấy, không nó thưa dày ra đúng không? Thưa ra là khi chị nhấn gót á, là sẽ là khi chị chạy đi, chị chạy thử đi rồi chỉ cho chị cho ha. Rồi cắt chị đi, nhấn đó là cái chị đấy, rồi giải dịch lên, rồi đúng rồi, rồi ha, thì mình chuyển qua đây nè, ngồi bay qua bên này ha, thì thấy chữ AB đây không, chữ AB nè, ha. AB là mối đầu, CD là mối đuôi ha, này là mối nhiều lần, là mối ít lần, ha, này là nhiều lần nè, ít lần hơn nè, Lại mối đó, hả? đúng rồi dạ, Là bây giờ mình bấm cái này thử đi ha. đúng rồi mình bấm cái này trước, AB trước nè. Nó sẽ làm mở đầu cho mình đó, thấy không? Nó là sẽ làm mở đầu cho mình. Rồi chị nhấn gót là sẽ chưa lại mối cho mình, thấy không? Giờ mình bấm gút cui luôn, đuôi luôn, bấm CD nè, đấy, nó hiện hình 444 đó, đấy, rồi chạy ra, rồi nhấn gót cái chị, nó sẽ lại mối cho mình ha. Bây giờ chị bấm nhiều lần hơn nữa nè, chị bấm vô, nó sẽ nhiều, băng đầu sẽ lên nhiều lần hơn. Đấy. Đuôi là mình bấm nó chưa bấm cái đuôi nè. Rồi bấm vô cái đuôi cái nè. Rồi. Nó sẽ lại mối nhiều lần mà phá chặt hơn cho mình ha. Rồi. Rồi dạ. Rất là đẹp. Rồi ha, rồi bên đây nè. Chị thấy cái mũi tên đi lên không? Bốn mũi tên đi lên nè, bốn mũi tên đi xuống nè. Rồi tất nhiên là cái mũi tên này nè, chỉnh là chỉnh cái độ mà mình nó lại mối Nhanh nhiều không? lần á. Lại mối nhiều lần. Khi mà nó năm á là tất nhiên là mà 5 lần đi, 5 mũi đi và 5 mũi về. A là lượt đi, B là lượt về. Đấy. Dạ. Đấy, nó đi 5 lần ha, đi 5 mũi. Mình thường thường là mình số 3 là được rồi. Rồi, chị chạy thử đi. Rồi ha. Thì bây giờ mấy cái nút này nè là chỉnh chạy là bên đây, gì chạy được thì đạp thử. Chị chạy thẳng, chị chạy thẳng luôn đi. Chị đạp đi, nè, giờ đạp đi. Để thẳng. Đạp, đạp luôn. Đạp luôn ha. Ừ. Nó tự biết đó hả? Đúng rồi dạ, Tôi như biết thế này. giải á. Đúng rồi, dạ. Từ từ mình bấm là A, B, C, D thôi. Rồi cái nút mà mình tăng giảm tốc độ này là kim cấm lên cấm xuống nè, và khi mình chạy vừa xong á, giờ quay lại chị chạy đi em chỉ cho. Rồi chạy rồi, chị chạy rồi, dừng lại, dừng lại. Nếu mà chị muốn cho nó thêm một mũi nữa, mình nếu mình nhấp là không được á, mình bấm bên đây nè, thấy không? Hay về hồi xưa là quay chung dịch thôi. Đúng rồi, thường thường là quay này. Bây giờ này trên đây nó sẽ tích hợp và lại mối cho mình trên đây luôn. Ấy là lại mối. Dạ. Là bây giờ làm sao ta? Giờ chị chạy đi. Chạy thẳng luôn hả? Là chị chạy thẳng, nếu mà mình thường thường là mình là gạt bằng tay này thôi đúng không? Ừ. Thì mình giờ mình thay thay qua bên đây, chị đạp thử đi. Vô đạp luôn. Thấy không? Nó sẽ lại mối cho mình. Rồi thì chỉnh tốc độ á, là mình bấm Y, bấm này kia nè, Y trước nè, bấm vô đây,
Y xong không vào đây thế này y chị chạy chạy ra bên xíu đứng cạnh đó. À. Cắt dưới này. Lúc đầu bên đây ha chị. Anh em mình bấm Y giữ nè. Nó sẽ là S B nè, đây ha, mình bấm vô cái mũi tên đi qua nè. Nó hiện thị lên số 4.000 ha, giờ mình giảm xuống 3.000, 2.000, 1.000 tùy thích mình đây ha. Giờ Là tám bộ đúng rồi rồi. dạ. Xong cái mình bấm chữ Y nè, nó sẽ hiện thị bốn nút này sẽ nhấp nháy hết. Ừ. Rồi, bấm qua. Đi chạy đi. Tốc độ chậm này. Nó chỉ đạp hết cỡ mà nó chậm thôi đúng không? Nếu mình muốn tăng lên thì mình ấn giữ nó. Ấn giữ bên đây nè. Ấn giữ. Rồi, mình bấm cái mũi tên đi qua nè. Ở đây 2.000 ha, mình tăng lên. 4.000 là tốc độ cao nhất của nó rồi. 5.000 chứ. 5.000 là tốc độ cao nhất của nó. Giờ chị chạy thử đi. Xong rồi bấm Y là nó đâu rồi. Sẽ mạnh hơn đúng không? Rồi ha, rồi cách phân biệt máy Nhật máy Trung Quốc á, em chỉ cho. Là mình tắt máy đi. Nghe bây giờ chị vợ đẩy cái máy qua nè. À, chị đẩy cái máy qua, chị đẩy quen quá. Đây, không đẩy đẩy cái đầu lên nè. Đúng rồi. Đấy. Ha, dưới đây nó sẽ có hệ dầu khô nè chị, thấy không? Đấy. Rồi. Nó có hệ dầu khô của nó đây, ha. Rồi chị chạy tiếp đi. Rồi cái hệ dầu khô của nó. Giờ xong chưa? Vậy là Xong cơ rồi chị. bản rồi Dạ đúng rồi dạ. Rồi đánh số trên đây luôn nè ha. Tích hợp đánh số trên đây. Chị giúp biết này đúng không? Rồi chị chạy nha. Không, máy mới là chạy quá đã đúng không? Mình giảm xuống đi tại vì máy mình đang máy mới thì mình giảm xuống tầm khoảng 3.000 thôi ha, bấm Y xong lưu lại rồi thì chạy thử đi. Giờ mình lại mới 2 lần thôi chứ mình lại mới nhiều lần quá thì nó sẽ thấy lắm theo dày lắm, mình lại 2 lần thôi. Rồi chị chuyển tiền cho anh kia ha. Dạ rồi, dạ chị tiến tiền đi chị. Anh tới chưa? Máy này rất là đẹp luôn Em hả bà ở con? trên lầu 4 phòng Này là máy A4. DDL900B. A4.10. Rồi là. Con này với giao bán là 15 triệu 500. Bảo hành 1 năm, bao vận chuyển cho mình tại nhà. Chị còn cần đạp thử lên nữa không? Không phải được rồi. Rồi ha. Rồi.